Đối với các hãng phim, hai trong số những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sự thành công của một bộ phim chính là doanh thu phòng vé và những đánh giá từ phía giới phê bình. Thế nhưng điều thú vị là trong thực tế, có không ít những trường hợp bộ phim bị các nhà phê bình, hãng phim và đôi khi là ngay cả bản thân các diễn viên đều dự đoán là sẽ thất bại, để rồi cuối cùng thì lại thành công vang dội tại phòng vé. Sau đây hãy cùng với Way to Weird điểm lại top 10 bộ phim có chiến thắng vẻ vang nhất so với dự đoán ban đầu nhé các bạn. Xin lưu ý, danh sách dưới đây được tổng hợp là những bộ phim theo chúng mình đánh giá là nổi bật và phổ biến nhất đối với khán giả và được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Let's go! Ra mắt vào tháng 6 năm 1975, Hàm Cá Mập là bộ phim đầu tiên đặt nền móng cho khái niệm bom tấn mùa hè trên thế giới. Thế nhưng ít ai biết rằng, Jaws đã từng được đánh giá sẽ trở thành thất bại lớn của hãng phim Universal Pictures vào thời điểm trước khi ra mắt. Quá trình sản xuất thực sự là một thử thách quá lớn, đến mức không ai có thể tin được bộ phim có thể kiếm được lợi nhuận. Jaws thậm chí được bấm máy khi còn chưa chốt được kịch bản và dàn diễn viên chính thức. Tiếp đến là trong quá trình ghi hình của Jaws kéo dài hơn dự kiến do gặp rất nhiều điều kiện khó khăn trên phim trường. Điều đó đã dẫn đến việc kinh phí sản xuất bị đội lên quá nhiều. Điều này khiến cho ekip làm phim hết sức chán nản và mệt mỏi. Nhà sản xuất thì chỉ mong muốn là phim sẽ hòa vốn đã là tốt lắm rồi. Đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg khi ấy vẫn chỉ là một người lính mới trong ngành điện ảnh. Sau khi bộ phim đóng máy thì ông đã thừa nhận rằng mình còn quá non nớt và tham vọng khi đã đem cả đoàn phim ra biển lớn để ghi hình toàn bộ các phân cảnh cần thiết, trong khi thực ra thì chỉ cần set up trong phim trường trong một hồ bơi rộng rãi để tiết kiệm kinh phí và tránh tối đa rủi ro đến từ thiên nhiên. Vậy nhưng liều thì ăn nhiều. Chính sự táo bạo và kiên trì phi thường của ông, cũng như là của cả ekip làm phim, Jaws sau khi ra mắt đã là một quả bom tấn thực sự nơi phòng vé. Bộ phim mang về tới 472 triệu USD, một con số không tưởng vào những thập niên 70 khi đó. Hàm Cá Mập cũng được đánh giá là tượng đài cho dòng phim ly kỳ đến tận ngày nay. Từ đó thì mở ra một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng cho đạo diễn Steven Spielberg. Đã hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra mắt lần đầu tiên từ năm 1977, loạt phim Star Wars đã trở thành một thương hiệu đắt giá, một tượng đài bất diệt của nền điện ảnh và cũng là một biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu. Nhưng có lẽ là ít ai biết rằng, hành trình đưa ý tưởng của bộ phim lên màn ảnh rộng lại không hề dễ dàng, thậm chí là còn bị coi là một thất bại ngay từ trước khi đi vào thực hiện. Cụ thể đó là trong quá trình sản xuất phần phim đầu tiên của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao, dàn diễn viên chính huyền thoại bao gồm Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher khi đó, thậm chí còn là những cái tên hoàn toàn xa lạ với công chúng. Ngoài ra thì việc kinh phí bị đội lên tới 11 triệu USD, một con số khổng lồ vào những năm 70 thì cũng khiến cho những nhà sản xuất của 20th Century Fox như ngồi trên đống lửa. Tạo hình nhân vật trong phim cũng quá khác biệt so với các tác phẩm cùng thể loại khoa học viễn tưởng khi đó, nên cũng nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Đạo diễn George Lucas từng tiết lộ khi bản dựng thô của phim hoàn thành, ông đã gửi nó cho ban lãnh đạo của Fox cũng như là người bạn thân của mình đó là đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg để mong họ có thể gửi đến ông những lời yêu thương. Tuy nhiên thì thứ ông nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Vậy nên là không khó hiểu khi mà từ trước khi công chiếu, Chiến tranh giữa các vì sao đã được coi là một thất bại đang trực chờ xảy ra đến hãng phim. Thậm chí, 20th Century Fox còn rén đến mức chỉ giới hạn 40 rạp chiếu tại Mỹ vào tuần đầu tiên ra mắt của bộ phim để nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên thì trái lại với dự đoán của tất cả, Star Wars: A New Hope lại đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng khi đã mang về doanh thu vĩ đại lên tới 775 triệu USD trên toàn cầu, cùng với những lời tán dương nhiệt liệt từ kỹ xảo, hiệu ứng đột phá cho đến cốt truyện chặt chẽ và mới mẻ. Bộ phim đã mở ra một kỷ nguyên Star Wars thành công rực rỡ với rất nhiều phần hậu truyện cùng với doanh thu lên tới hàng tỷ USD, biến đây trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất mọi thời đại, một biểu tượng kinh điển của văn hóa đại chúng. Vào thời điểm nhà làm phim đang tuyển chọn diễn viên vào vai kẻ hủy diệt T-800 huyền thoại, Mel Gibson mới là người được đạo diễn James Cameron nhắm đến đầu tiên. Tuy nhiên thì nam diễn viên gạo cội đã từ chối và vai diễn được trao cho huyền thoại cơ bắp Arnold Schwarzenegger. Vào thời điểm đó thì người đại diện của Arnold dường như chẳng ưa gì bộ phim này nên đã ra sức can ngăn nam diễn viên đừng nhận lời. Ông cho rằng đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất đang lên của thân chủ. Thế nhưng thì sau cùng, nam diễn viên người Áo vẫn ký hợp đồng tham gia vì cho rằng đây đơn giản chỉ là một sự thử sức và sẽ chẳng ai quan tâm đến bộ phim ít tiếng tăm này đâu. Khi một người bạn của nam diễn viên hỏi ông về vai diễn trong Kẻ Hủy Diệt, Arnold đã trả lời rằng, cậu không cần bận tâm đâu, chỉ là một bộ phim bình thường thôi. Nhà phát hành của Orion Pictures khi đó cũng không hề lạc quan về tương lai của bộ phim khi cho rằng ý tưởng của đạo diễn James Cameron là quá điên rồ và bất khả thi. Thậm chí là khi bộ phim đã tiêu tốn hết 6,4 triệu USD kinh phí ban đầu được cấp, Orion Pictures kiên quyết không rót vốn thêm cho dự án, khiến cho đạo diễn James Cameron phải bỏ tiền túi của mình để hoàn thành nốt một số phân cảnh trong phim. Sự tâm huyết và kiên trì của chính vị đạo diễn đã được đền đáp xứng đáng. Bộ phim đã đạt được thành công vang dội và mang về gần 80 triệu USD, tức là gần 13 lần so với kinh phí bỏ ra, đưa tên tuổi của bộ đôi James Cameron và Arnold Schwarzenegger lên một tầm cao mới. Riêng với Arnold, hình ảnh người máy T-800 đã trở thành vai diễn gắn liền với sự nghiệp của ông mà không ai có thể thay thế. Phần phim đầu tiên này cũng chính thức mở ra chặng đường hơn 3 thập kỷ với 6 phần phim, đưa Kẻ Hủy Diệt trở thành một trong những thương hiệu hành động viễn tưởng, kinh điển của ngành điện ảnh.
Được xem là kiệt tác điện ảnh vĩ đại của thế kỷ 20, siêu phẩm Titanic của đạo diễn James Cameron luôn nhận được những sự tán dương nhiệt liệt mỗi khi nhắc đến, cùng với doanh thu vô tiền khoáng hậu, đó là hơn 2,2 tỷ USD sau 2 lần công chiếu. Nhưng có lẽ là ít ai biết rằng, ngay trước khi chính thức ra mắt, bộ phim đã được dự đoán sẽ trở thành thất bại đắt đỏ nhất theo đúng nghĩa đen cho cả hai nhà đồng phát hành, đó là Paramount và 20th Century Fox, cũng bởi đó là số vốn đầu tư không tưởng lên tới 200 triệu USD vào thời điểm đó. Nguyên nhân của sự đội vốn này bắt nguồn từ quá trình sản xuất cực kỳ công phu và gian nan của bộ phim, thêm vào đó là việc tiên phong sử dụng những hiệu ứng kỹ xảo vốn còn xa lạ nhưng lại vô cùng đắt đỏ vào cuối thập niên 90 cũng là một nguyên nhân khiến cho kinh phí của bộ phim một bước lên mây. Không chỉ có vậy, quá trình quay phim kéo dài với thời gian lớn là ở dưới nước đã gây nên không ít vấn đề về sức khỏe với các thành viên đoàn phim. Thậm chí nữ diễn viên chính Kate Winslet còn bị viêm phổi do cảm lạnh khi ghi hình trong tình trạng ngâm nước quá lâu. Thời gian quay phim dự kiến là 6 tháng, nhưng thực tế lại kéo dài hơn 8 tháng khiến cho Titanic phải lùi lịch phát hành từ tháng 7 đến tận tháng 12 năm 1997. Không khí căng thẳng hiện lên rõ mồn một trong quá trình quay phim, từ ekip làm phim cho đến nhà sản xuất. Thậm chí nhiều nhà lãnh đạo của 20th Century Fox còn cho rằng phim có thể hòa vốn là điều quá xa vời. Những người lạc quan nhất cũng chỉ mong thất bại của bộ phim sẽ không vượt quá tầm kiểm soát. Và cuối cùng thì khi chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm 1997, kết quả như thế nào thì chắc hẳn là các bạn cũng đã rõ rồi. Một kiệt tác để đời đã được tạo nên với 11 giải Oscar, trong đó có giải thưởng hình ảnh xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với kỷ lục doanh thu phá vỡ mọi kỷ lục lên tới 1,8 tỷ USD vào thời điểm đó và tạo ra một kỷ lục tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Một tượng đài bất diệt của thể loại phim hành động phiêu lưu, một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất trong lịch sử. Vậy tại sao ban đầu, Cướp biển vùng Caribbean lại được coi là một đứa con ghẻ đối với nhà chuột Disney vào thời điểm trước khi ra mắt? Đạo diễn của phần phim đầu tiên, Gore Verbinski, đã từng tiết lộ rằng khi ông đưa ra ý tưởng phác thảo về một bộ phim cướp biển, ban lãnh đạo của Disney khi đó đã ngay lập tức gạt phắt đi với lý do là chả ai muốn xem một bộ phim về những tên cướp biển bặm trợn cả. Thực chất, việc nhà chuột cảm thấy không hứng thú với dự án cũng hoàn toàn là dễ hiểu khi mà bộ phim gần nhất lấy đề tài về cướp biển mang tên Cutthroat Islands 1995 của hãng phát hành Caroco Pictures đã mang về thất bại ê chề khi ra mắt, khiến cho hãng phim khác thực sự phải e dè khi nhắc đến chủ đề này. Hơn nữa thì tạo hình kỳ quái và có phần hơi nhem nhuốc của phần lớn các nhân vật trong phim được Disney xem là không phù hợp với đối tượng khán giả chính của hãng là trẻ em. Cuối cùng, số vốn khổng lồ lên tới 140 triệu USD vào thời điểm đó cũng thực sự là trở ngại lớn nhất để các nhà sản xuất có thể nghĩ về một tương lai tươi sáng cho bộ phim. Tuy nhiên thì thời thế đã thật sự thay đổi. Khi phim được ra mắt, nó đã thu về tới 654,3 triệu USD, tức là gần 5 lần so với kinh phí bỏ ra. Bộ phim đã mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của nam diễn viên Johnny Depp, cùng với đó là kỷ nguyên cướp biển vùng Caribbean vô cùng thành công, kéo dài tới hơn một thập kỷ và là tượng đài cho dòng phim phiêu lưu hành động đương đại. Tầm quan trọng của phần phim Người sắt đầu tiên như thế nào thì chắc là các bạn cũng đã đều biết rồi. Tuy nhiên thì vào thời điểm ra mắt, Iron Man 1 được coi là canh bạc lớn nhất, mang tính chất quyết định đến số phận của Marvel Studios, thậm chí là ai cũng đã dự đoán trước về một thất bại nhiều hơn là thành công cho bộ phim này. Khi ấy thì nếu bộ phim là một quả bom xịt, nếu Marvel Studios không chứng minh được khả năng làm ra những bộ phim chất lượng, công ty sẽ phải đối mặt với việc mất đi quyền sử dụng hình ảnh của những nhân vật xuất sắc nhất trên những trang truyện tranh. Sẽ chẳng còn Marvel Studios và chắc chắn là cũng chẳng có vũ trụ điện ảnh Marvel MCU như ngày nay. Họ vẫn sẽ mãi chỉ là một nhà phát hành truyện tranh, cố gắng tồn tại giữa thời đại kỹ thuật số. Không những vậy thì việc lựa chọn đạo diễn và diễn viên chính cũng lại là một sự đặt cược rất lớn của nhà sản xuất vào thời điểm đó. Jon Favreau, một diễn viên kiêm đạo diễn ít tên tuổi và thậm chí còn chưa từng chỉ đạo một dự án bom tấn kinh phí lớn nào trước đây. Robert Downey Jr., người được chọn mặt gửi vàng vào vai tỷ phú Tony Stark, chỉ được nhắc đến với quá khứ tù tội, chìm trong rượu chè và chất kích thích. Quyết định này của đội ngũ sản xuất đã gặp phải không ít sự hoài nghi đến từ chính ban lãnh đạo của Marvel lẫn người hâm mộ khi đó. Kevin Feige khi ấy vẫn còn là nhà sản xuất của bộ phim, từng nhấn mạnh rằng Robert vào vai Iron Man thì sẽ chỉ có hai viễn cảnh. Một là anh ấy sẽ cực kỳ thành công, trở thành một trong những ngôi sao rực rỡ nhất làng điện ảnh. Hai là anh ấy thất bại thảm hại, bộ phim sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Và không có chuyện nửa vời, phim xem cũng được, không hay lắm, nhưng cũng không dở lắm. Và kết quả về sau như thế nào thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã rõ rồi. Khi mà giờ đây, Marvel đã ở một vị thế hoàn toàn khác, cùng đế chế điện ảnh tỷ đô bất khả chiến bại mang tên MCU, vũ trụ điện ảnh Marvel. Xuất hiện ở vị trí này, tiếp tục lại là một tác phẩm của đạo diễn James Cameron. Tương tự như trường hợp của Titanic, Avatar cũng đã gặp phải vô số trở ngại trong quá trình sản xuất, làm cho ngân sách tăng vọt, lùi thời gian phát hành và kịch bản phải viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó là việc áp dụng 100% công nghệ quay phim 3D vào dự án này cũng là một trong những thử thách lớn nhất, khiến cho quá trình sản xuất trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Hơn nữa là bộ phim sẽ có thời lượng chiếu gần 3 giờ, được đánh giá là quá dài. Một diễn viên vô danh trong vai chính và từng bị báo chí mỉa mai là một tác phẩm chả có gì ngoài hiệu ứng CGI quá liều, quá mức. Chính những yếu tố này đã đè nặng lên ekip làm phim, cho đến tận khi phim chính thức được công chiếu. Đến cả những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ rằng bộ phim sẽ có cơ hội hòa vốn với mức ngân sách kỷ lục vào thời điểm đó, lên tới 237 triệu USD.
Thậm chí là tình hình còn có vẻ tiêu cực hơn khi mà trong tuần ra mắt 18 tháng 12 năm 2009, phim chỉ mang về vỏn vẹn 77 triệu USD sau 3 ngày tại Bắc Mỹ. Đây thực tế là một con số không hề ấn tượng. Với một bom tấn tầm cỡ đắt đỏ như vậy, lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa khi Avatar trở thành một thành công quan trọng và trở thành bộ phim đầu tiên kiếm được hơn 2 tỷ đô la tại phòng vé và là cuộc cách mạng trong sử dụng công nghệ quay phim và trình chiếu 3D vào thời điểm đó. Sau thành công vang dội của The Dark Knight năm 2008, Christopher Nolan đã trở thành một trong những vị đạo diễn được săn đón hàng đầu Hollywood. Ông dường như đã được bật đèn xanh cho bất kỳ dự án phim nào mà ông mong muốn. Và đó là khi ông đã quyết định lựa chọn thực hiện Inception, dự án đánh cắp giấc mơ, dựa trên trí tưởng tượng của Nolan, có sự tham gia của Leonardo DiCaprio. Do nội dung quá trừu tượng của bộ phim, ban lãnh đạo của Warner Bros. Đã bắt đầu hoài nghi về tác phẩm khi cho rằng bộ phim trong mơ của Nolan có thể sẽ hơi quá tầm với phần đông khán giả đại chúng. Mặc dù không có nghi ngờ gì về tài năng đạo diễn của Nolan, nhưng ít người nghĩ rằng bộ phim sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc thậm chí sẽ có thể hòa vốn với khoản đầu tư lên tới 200 triệu đô la. Nhiều ý kiến còn cho rằng Warner Bros. Đồng ý sản xuất Inception chỉ để chiều lòng Nolan và thuyết phục ông tiếp tục trở lại chỉ đạo cho phần 3 của Kỵ sĩ bóng đêm vào năm 2012. Tuy nhiên thì đáp lại tất cả những hoài nghi trước đó, Inception cuối cùng cũng đã trở thành một cú hit khi được phát hành vào tháng 7 năm 2010, thu về 825,5 triệu đô la trên toàn cầu và sau đó giành được 4 trong số 8 đề cử giải Oscar, bao gồm hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Bộ phim luôn được xếp vào top đầu trong những phim hay nhất của đạo diễn Christopher Nolan. Vào năm 2014, sau thành công rực rỡ của The Avengers, Iron Man 3 và Captain America: The Winter Soldier, Marvel đã chuẩn bị cho ra mắt một đội hình siêu anh hùng hoàn toàn mới mang tên Vệ binh Giải Ngân Hà, đánh dấu lần đầu tiên họ xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên thì Marvel vẫn hết sức tự tin vào dự án mới khi đã đầu tư gần 200 triệu USD cho màn chào sân siêu hành tráng này. Vẫn có không ít sự hoài nghi đến từ các nhà phê bình cũng như là người hâm mộ bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, đó là độ phủ sóng của Vệ binh Giải Ngân Hà là rất thấp, chỉ có những fan ruột của truyện tranh Marvel mới biết đến họ, còn khán giả đại chúng thì hoàn toàn không. Vậy nên đây giống như là một bộ phim siêu anh hùng hạng B. Đội vệ binh cũng hết sức kỳ quặc với một con gấu mèo biết nói, một cái cây biết cử động, một gã người ngoài hành tinh cơ bắp, một quý cô xanh lẻ và một người trần mắt thịt. Hơn nữa là bộ phim gần như không có một sự kết nối đáng kể nào đối với các phim siêu anh hùng Marvel trước đó như là Thor, Captain America và Iron Man, nên đã được dự đoán sẽ càng khó thu hút được khán giả. Phản ứng từ đại đa số khán giả sau khi những đoạn trailer và hình ảnh đầu tiên của Guardians of Galaxy được tung ra nói chung là thờ ơ. Lượng người xem trailer của bộ phim trên YouTube cũng khá khiêm tốn. Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy triển vọng của bộ phim không hề tích cực. Tuy nhiên thì gió đã đảo chiều sau khi bộ phim ra mắt. Phần đầu tiên của Vệ binh Giải Ngân Hà mang về tới gần 773 triệu USD và dễ dàng lọt top bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2014, đưa tên tuổi của đạo diễn James Gunn cũng như là nam diễn viên Chris Pratt lên một tầm cao mới. Đồng thời thì đội Vệ binh Giải Ngân Hà cũng nhận về vô số lời khen cũng như là sự yêu mến đến từ người hâm mộ nhờ những sự tương tác đáng yêu của dàn nhân vật, cũng như là việc bộ phim đã đẩy độ tấu hài của các nhân vật trong MCU lên một tầm cao mới. Độ thành công của Deadpool 1 là không phải bàn cãi. Tuy nhiên thì vào năm 2016 có rất nhiều lý do để nhà sản xuất 20th Century Fox tin rằng dự án này sẽ chẳng đi về đâu. Ngay từ trước đó thì Fox đã chỉ hoãn dự án không biết là bao nhiêu lần, dù cho nam diễn viên chính Ryan Reynolds đã đấu tranh dòng dã hơn 10 năm để có thể đưa tên lính đánh thuê lên màn ảnh rộng. Chỉ đến khi mà một đoạn cắt ngắn về một cảnh hành động của Deadpool được cho là do chính ekip của Ryan Reynolds tạo ra bị leak trên mạng, khiến cho người hâm mộ phấn khích và vui sướng tột độ, Fox mới đồng ý bật đèn xanh cho bộ phim. Tuy nhiên thì bộ phim được gắn nhãn R, đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều không một hãng phim nào mong muốn. Vậy nên là nhà cáo không dám chơi lớn mà chỉ đồng ý cấp số vốn 57 triệu USD để làm phim, tức là chỉ chưa bằng một nửa kinh phí tối thiểu để làm một bộ phim siêu anh hùng. Khó khăn chồng chất khó khăn là vậy, nhưng đến khi Deadpool được ra mắt trên toàn cầu, bộ phim đã xô đổ mọi kỷ lục phòng vé, ẵm về 782 triệu USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim gắn nhãn R có doanh thu cao nhất vào thời điểm đó. Deadpool đã đưa siêu anh hùng cùng tên trở thành một trong những phản anh hùng được yêu thích nhất trên thế giới, đồng thời đưa Ryan Reynolds trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất Hollywood. Trên đây là top 10 bộ phim tưởng chừng như là sẽ thất bại, nhưng thành công rực rỡ mà chúng tôi thấy nổi bật nhất. Các bạn còn biết đến những bộ phim nào có sự thành công vượt ngoài mong đợi như vậy nữa hay không? Đừng quên chia sẻ ở phần comment cho chúng mình được biết về nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn! Way Too Weird, out!